Rồi, xin chào tất cả quý anh em. Chào mừng quý anh em tiếp tục quay trở lại với Boy Trường Thi. Rồi hôm nay giao lưu của anh em một cây trắc nghệ, cây thành phẩm. Cây rất là đẹp nha. Cây này một cái cây thành phẩm Boy Trường Thi đã nuôi cũng khá lâu rồi. Cây này cây chơi lá, chúng ta chơi trái và chúng ta chơi lúa nha. Cây rất là đẹp của anh em. Một cây thành phẩm. Cây này thì có cái hoành là 60, chiều cao từ mặt chậu lên ngọn là 55. Tính luôn phần lúa là 65, phủ tán 65. Chậu này là chậu quanh kích thước là 55. Một cây trắc nghệ đáng sưu tầm cho của anh em đang nghiên cứu. Quý em thấy bộ đế đây rất là đẹp nha. Đế lụa rất là đẹp. Cây này sống rất khỏe rồi, sống mạnh mẽ rồi. Trái thì mình xem thì có chiên trên màn hình. Dòng này lá rất đẹp và trái rất là cái màu rất là đẹp nha của anh em. Cây này mình xem thì chào giá giao lưu của anh em. Giá là 8.500k bao ship. Cả cây cả chậu ship tận nhà. Của anh em hợp ý thì mình cách gọi điện trực tiếp hay kết bạn thông qua số Zalo mình sàn thi có gắn trên màn hình. Mình sàn thi phát sóng video lúc 11 giờ và lúc 19 giờ. Kính mời của anh em hợp ý như thế nào thì ủng hộ bằng cách gọi điện trực tiếp hay kết bạn thông qua số Zalo. Rồi, chào giá là 8.500k bao ship cả cây cả chậu ship toàn quốc. Cảm ơn của anh em đã xem video.